Oh, xin chào anh em. Ngày hôm nay thì mình có cái con Redmi Note 11 ở đây này. Đó, thì anh em nhìn thấy cái hộp màu trắng này, anh em biết đây là hàng nội địa của Trung Quốc đúng không? Thì Redmi Note 11 nữa, 11 Pro và Redmi Note 11 Pro Plus thì thời gian ở đây nó ra ở bên Trung Quốc bán khá là sớm và bên mình đã bán cái này mấy tháng rồi, bán rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ đến cách đây tầm một tuần trước ấy, thì Note 11 mới có tiếng Việt, còn Note 11 Pro và Pro Plus chưa tiếng Việt. Thế nên là ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em cách chạy tiếng Việt cho chiếc máy này. Bởi vì anh em mua online của mình rất là nhiều rồi và hiện tại đang cầm máy trên tay và nhiều anh em không biết cách cài tiếng Việt làm sao. Và anh em nào đã mua ở chỗ khác cũng vậy, cũng không bây giờ không biết cách cài tiếng Việt làm sao thì các anh em xem clip này để mình hướng dẫn nhé. Thì khi chưa cài tiếng Việt thì cái này nó có rất là nhiều bất cập. Cái này có rất là nhiều bất cập, cái Note 11 Pro thì ít bất cập hơn, nhưng cái Note 11 này rất là nhiều cái bất cập. Ví dụ như là Google thì hiện tại chưa dùng được. Chúng ta hoàn toàn chúng ta không thể dùng được những ứng dụng của Google luôn. Đối với những Redmi Note 11 này, trừ cái YouTube thì chúng ta có thể cài YouTube Van hay là chúng ta phải dùng những cái phần mềm khác thì mới dùng được. Còn lại là Safari hay là Google là chúng ta hoàn toàn không dùng được. Cái của Google cung cấp chúng ta không dùng được. Thì bây giờ chúng ta chạy tiếng Việt thì sẽ là giải quyết tất cả các vấn đề đấy. Đó. Cái tiếp nữa là con Note 11 Pro và Note 11 thường này thì nó có một cái vấn đề nữa mà anh em kêu mình rất là nhiều luôn. Đó là cái thông báo của Zalo và thông báo của Facebook Messenger nó gần như không có. Có nghĩa là nó bị chậm cái thông báo đấy, thì có nhiều cách fix nhưng mà nó chỉ fix mang tính tương đối thôi. Đó, nói chung là rất là bất cập những vấn đề đấy. Thì đây là cái clip mà hướng dẫn anh em cách chạy tiếng Việt cho Redmi Note 11 này để khắc phục toàn bộ những cái lỗi đấy. Có nghĩa là chúng ta sẽ chạy là có tiếng Việt này, chúng ta sẽ dùng hoàn toàn những ứng dụng của Google này và chúng ta sẽ không bị chậm thông báo Facebook và thông báo Zalo nữa. Đó, thì anh em cùng xem nhé. Thì việc đầu tiên mà khi anh em mua chiếc máy này về, đó, anh em mở ra ấy, thì là nó chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung đúng không anh em? Đó, mở ra này và chúng ta sẽ không cài được Google. Và cái để chạy được tiếng Việt này chúng ta phải xin quyền unlock. Chúng ta phải xin quyền unlock sau 7 ngày chúng ta mới unlock được máy và chúng ta chạy tiếng Việt nhé. Thì bước đầu tiên là bóc máy ra. Đây mình bóc máy ra rồi và nó sẽ như này này. Đó, anh em phải chọn tiếng Anh, nó không hoàn toàn không có tiếng Việt đâu nhá. Chọn tiếng Anh. Đó, chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ bỏ qua đi, chúng ta sẽ kết nối sau nha. Và chúng ta kích hoạt như thế này. Đấy, cứ tất cả cái gì thì anh em không biết cứ bỏ qua hết cho mình. Đó. Cứ tiếp tục thôi. Rồi bỏ qua. Đồng ý những cái điều khoản của đấy này, chúng ta sẽ chọn hai chế độ là màn hình full hay là màn hình nút này. Đó, mình chế độ nào mình có thể dùng được, mình cứ chọn mặc định đi. Đó, kích hoạt xong nhá. Đây. Sau khi kích hoạt xong thì nó như này, hoàn toàn không có ứng dụng gì của Google cả, có những cái ứng dụng của Trung Quốc đây, chúng ta xóa bằng cách là chúng ta giữ màn hình này. Nha, chúng ta ấn vào đây. Đây, ấn vào đây. Đấy, để chúng ta xóa đi. Ok. Đó, chúng ta xóa đi nhé. Đấy, ứng dụng của Trung Quốc thì chúng ta xóa hết đi. Đây, chúng ta ấn vào được rồi, ok, chúng ta ấn vào cái gỡ ứng dụng này. Đó, chúng ta xóa hết ứng dụng của Trung Quốc đi nhé. Đây, gỡ hết đi. Đó, sau đó chúng ta cài những cái mà chúng ta thích vào. Ví dụ như là chúng ta không có Google Play, cái này không có Google Play. Như Note 11 Pro hoặc Note 11 Pro Plus thì sẽ có Google Play, nhưng cái này không có. Thì chúng ta sẽ vào cái trình duyệt để chúng ta download cái APK Pool để chúng ta có thể download được những cái ứng dụng mà chúng ta cần. Đấy nhá. Thì chúng ta vào trong trình duyệt, chúng ta ấn vào cái bàn phím mặc định thì nó ở phía Trung Quốc như này. Chúng ta ấn vào cái này, chúng ta chuyển sang Alphabet nhá. Chúng ta ấn google.com. Thì khi ở Trung Quốc thì chúng ta không vào được đâu, nhưng ở Việt Nam chúng ta vào được google.com. Đó. À quên, chưa kết nối mạng. Mình phải kết nối mạng này. Ngay lúc kích hoạt đầu mình phải kết nối mạng mà mình quên, mình bỏ qua mất. Đây, bây giờ mình sẽ kết nối lại nhá. Đấy. Đó. Ok, đó, chúng ta dùng tạm một tuần thì chúng ta phải cài được cái gì chúng ta chơi đúng không? Đó, chúng ta ấn APK nhá. APK này, APK. Đó. Đây, vào trong cái ta APK Pool này, chúng ta tải cái ứng dụng này vào. Đây là cũng là một cái chợ giống như Google Play ấy, và chúng ta có thể dùng được ở trên chiếc máy này. Nhưng mà chúng ta dùng cái này, chúng ta tải Google Play hay chúng ta tải YouTube của Google Play của Google về thì chúng ta không dùng đâu. Đó. Thì cái này chỉ để mang tính chống cháy trong một tuần thôi, bởi vì rất may bây giờ có tiếng Việt rồi. Cái Note 11 Pro Plus và Note 11 Pro khả năng là sau tuần sẽ có tiếng Việt. Thì mình sẽ làm clip hướng dẫn cho đấy xong, bây giờ mình sẽ dẫn Note 11 trước nhá. Đó, thì bây giờ khi mà chúng ta mua máy về thì chúng ta cài cái APK Pool, chúng ta có ứng dụng là chúng ta dùng tạm rồi và chúng ta sẽ phải xin quyền unlock để sau một tuần thì chúng ta có thể chạy tiếng Việt. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị là một cái SIM có 4G nhé. Một cái SIM có 4G. Đó, chúng ta phải chuẩn bị một cái SIM có 4G này. Đây, chúng ta sẽ lắp vào. Thì máy này nó chỉ là unlock để chạy tiếng Việt thôi, chứ mặc định là nó sẽ dùng được tất cả các SIM trên toàn thế giới rồi. Thế về Việt Nam chúng ta dùng SIM nào là chúng ta có thể dùng được. Đó, chúng ta lắp vào nhé.
Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta tạo một cái tài khoản Mi Cloud. Đó, chặn tài khoản Mi Cloud trong này này. Đây nhá, chúng ta sẽ ấn vào cái đây mình vào lại nhá cho anh em nhìn nhá. Đây, cái này thì anh em nào xem kỹ clip của mình phải xem kỹ nhá, thì anh em nào cũng có thể làm được. Đó. Chúng ta sẽ vào cái này này. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ chọn bấm cái số điện thoại của chúng ta vào đây. Đó, cái SIM là anh em nắm được cái số điện thoại nhá. Đó. Chúng ta chọn Việt Nam, chúng ta bấm cái số điện thoại của chúng ta vào đây. 0925 833633, đây là số điện thoại của mình. Đó, chúng ta chờ nó gửi tin nhắn về này. Ok. Rất đơn giản thôi là chúng ta đã tạo được cái tài khoản Mi rồi. Ok, chúng ta đã tạo xong tài khoản Mi nhé. Còn nếu anh em nào có rồi, anh em đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu vào. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ xin quyền bằng cách là chúng ta ấn vào quay lại phần setting thì chúng ta ấn vào My Device, thiết bị của tôi. Đó, chúng ta ấn vào All Spec nha. Tất cả các thông tin chúng ta ấn vào cái MIUI version này này. Chúng ta gõ 5 lần đây, chúng ta mở cái gọi là cái trình nhà phát triển lên. Đó, ấn đây 5 lần thì nó sẽ báo là bây giờ mình đã nhận trở nhà phát triển này. Đó nha, gõ là MIUI version có vào 5 lần này. Đó, chúng ta quay lại này. Chúng ta quay lại phần cài đặt ban đầu này. Chúng ta sẽ vào cái phần là audio setting này. Đó, chúng ta vào đây, chúng ta sẽ vào cái phần là trình cài đặt nhà phát triển nhá. Đó, dịch tiếng Việt là develop option đấy, cài đặt nhà phát triển cho vào đây này. Đấy, chúng ta sẽ kéo dưới, chúng ta chọn cái phần là Mi Unlock Status. Đó, Mi Unlock Status nha, chúng ta vào đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ add cái tài khoản này vào thiết bị để chúng ta xin quyền unlock. Đó, ấn vào đây thì tất nhiên là nó sẽ không cho dùng wifi đâu, nó bắt chúng ta phải dùng 4G. Thế là mình có nói là cái sim này là chúng ta phải có 4G nhá. Đấy, đó, nó sẽ mất một chút đấy. Đó, nó sẽ bắt thành công. Còn nếu mà sim của các bạn mà không có 4G thì nó sẽ không bán thành công được. Thì lúc đấy là chúng ta có thể là chọn một cái sim khác có 4G nhưng mà vẫn giữ nguyên tài khoản được đấy. Bây giờ thành công nha. Nó báo là như này là thành công. Đó, ok. Thì sau 7 ngày chúng ta sẽ chạy unlock và chạy Việt. Ok, chúng ta cùng chờ 7 ngày nhá. Và lưu ý này, 7 ngày sau chúng ta làm ấy là chúng ta phải có một cái máy tính chạy Windows. Máy tính chạy Windows 7 trở lên, Windows 10 thì càng tốt. Và có cái nối mạng internet để chúng ta có thể download được cái firmware cho chiếc máy này. Firmware cho máy này rất là nặng, nó rơi khoảng 4GB ấy, nên là mạng phải nhanh thì download sẽ mới nhanh được. Ok, hẹn anh em 7 ngày sau nhá. Ok, được 1 tuần rồi nhá. Đó, khi mà được 1 tuần ấy thì chúng ta sẽ tiến hành cài ROM tiếng Việt. Thì cài ROM tiếng Việt đơn giản thôi. Đó là các bạn cần phải chuẩn bị một cái sợi cáp USB xịn xịn một tí. Thì ở đây thì mình sẽ lấy cái sợi cáp này luôn nhá. Lấy sợi cáp theo máy là an toàn nhất, đúng không? Và tất nhiên rồi, cần một chiếc máy tính bảng cần một chiếc máy tính chạy Windows và có cái nối mạng internet nhá. Đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ thao tác ở trên máy tính trước. Đó, anh em nhìn vào, các bạn nhìn vào máy tính nhá. Ở đây thì mình sẽ phải tải những cái thứ sau, đó là mình sẽ tải một cái gọi là cái Xiaomi Unlock Tool. Đó, thì mình cứ gõ trên Google là có tất thôi. Xiaomi Unlock Tool. Đó, cái Xiaomi Unlock Tool này mình cứ tải trên trang chủ Google thôi, nó là cái này nhá. Đó, cái thứ hai là mình một cần cái Xiaomi Flat Tool. Xiaomi Flat Tool, cái này chạy ROM quốc tế nên cần Xiaomi Flat Tool nhá. Flat, đây, không cần phải bản Pro đâu, chỉ cần Realme Smart Tool thôi. Đó, thì cứ lên cái diễn đàn này mình đào về thôi, dễ thôi mà. Đó, đây này, cứ đào cái bản mới nhất nhá, cứ đào cái bản mới nhất. Ok, cái thứ ba nữa quan trọng nhất đó là cái firmware. Thì chúng ta sẽ vào cái trang web mình hay dùng ấy là Mi Firm, trang web này của Việt Nam, Mi Firm, đây Mi Firm .net. Đây là chúng ta cần phải đào ba cái này về, thì cái này là cái nặng nhất. Chúng ta sẽ gõ ở đây là nốt 10 nhá, à nốt 11 nhá, nốt 11. Máy nào chúng ta dùng thì chúng ta lấy máy đấy thôi. Nốt 11 5G nhá, Redmi Note 11 5G. Đó. Đây, chính là con máy của chúng ta đúng không? Đấy thì hiện tại nó chưa có ROM global nhưng nó sẽ có là Ấn Độ. ROM này thì cũng là ROM quốc tế thôi. Chúng ta ấn vào India. Chúng ta download cái bản này về nhá. Download cái bản mà chạy qua fastboot ấy, chúng ta đừng download FastZip. FastZip đến bản thân mình cũng chưa chạy bao giờ. Mình dùng cái fastboot cho nó dễ. Đó, mình sẽ download này về. Đó. Đào rất là nhanh thôi, chúng ta cần đường truyền mạng nhanh một tí. Ok, đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đào xong và chúng ta làm nhá. Thì việc đầu tiên ấy, vì sao chúng ta phải đợi 7 ngày, bởi vì đấy là chúng ta sẽ xin quyền unlock. Thì xin quyền unlock và đến bây giờ chúng ta unlock và sau 7 ngày chúng ta mới được phép unlock. Và Xiaomi nó còn quy định hơi oai om như vậy. Đó, sau 7 ngày chúng ta unlock nhá. Thì chúng ta lưu ý này, các bạn lưu ý này, là cái tài khoản Mi để khi mà xin quyền ở đầu video mình hướng dẫn ấy thì chúng ta phải giữ nguyên, và bây giờ chúng ta cần đăng nhập cái tài khoản Mi vào cái Unlock Tool. Đó, thì chúng ta phải có số điện thoại
khi chúng ta tạo tài khoản này. Phải có số tài khi tạo tài khoản này, nếu mà số tài đấy mất thì coi như là anh em phải làm lại từ đầu, nghĩa là đợi phải 7 ngày tiếp thì chúng ta mới làm được. Đó, anh em lưu ý là như vậy nhé. Còn bây giờ mình sẽ vào lại unlock tool này, bởi vì mình đã xong rồi này. Đó thì mình sẽ mở cái mini unlock tool lên nhá. Đây thì mình cứ copy tất cả những cái này vào một cái folder để cho anh em dễ hình dung nhá. Đây mình cứ vào ở đây đi, mình copy vào một cái folder này. Đó. Mi. Đó, ok mình cho ở đây. Cho dễ hình dung nhá. Đây, thì mình sẽ giải nén cái hai cái này ra luôn. Đấy. Đây check ra luôn. Đó. Cái này nó cần cái password mà không biết là password là gì đấy nhỉ? Để mình xem lại là vừa giờ nào trang chủ nó cần cái password. Mà không biết là password là gì. Đây. Đây password của nó là xiaomiflash.com. Đó, còn chú ý một cái đấy thôi. Ok nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào luôn cái giờ giải nén là cả cục này. Mình sẽ vào luôn cái miflash trước này. Mình bật lên để làm gì nhỉ? Để cài driver thôi. Đó, install driver vào nhá. Đó, này cài lên nó không có driver nó báo luôn. Đó, chúng ta phải cài driver vào. Đó, install driver vào. Khi không có driver này chúng ta máy tính nó sẽ không nhận đâu. Đó. Đó nha. Bây giờ nó có phiên bản 2020 2021 rồi, nhưng chạy sao trang này vẫn đưa 2018 nhưng vẫn chạy được ấy. Đó. Chờ nó cài driver nhé, cái này anh em cứ kiên nhẫn đợi nhé. Đó thì bây giờ chúng ta cài giải nén cái Mi-Unlock tool xong rồi đúng không? Đây Mi-Unlock thì nó như thế này. Đây nó nằm ngay ngoài này, đấy như này thì chúng ta bật cái này lên. Đó, cái là giao diện này, giao diện nó khác ngày xưa rồi, giao diện này mới rồi, chúng ta sẽ ấn vào đăng nhập vào đây. Đó, đăng nhập vào đây nhá. Thì cái này đơn giản thôi, bây giờ nó quét mã được rồi. Đó, ấn vào đây để quét mã này. Thì ở trên điện thoại nhá. Sao cài vừa lâu thế nhỉ? Trên điện thoại này, chúng ta ấn vào cái mã này, cái này. Đó, chúng ta ấn vào cái này nhá. Đó, ấn vào đây này. Đó. Sau đó chúng ta quét vào cái mã. Ở trên máy tính ấy, màn hình máy tính này. À. Ok. À, cái này chưa kết nối mạng. Chán thật đấy. Đây, cái nối mạng nó vào đã. Lại nha. Em ơi, đọc code cho anh với. Rồi, bây giờ nó sẽ gửi code. Đó. Đó, nhà mình lắp vào máy với. Đọc code cho anh nào. Không có số 33 mà. Em lấy cái số đấy bảo sao mà không có được. Ờ, đấy, đọc ra cái code đi. Không. Đọc đây. Chờ một lúc nó sẽ có nhá. Anh em kiên nhẫn đợi nhá. Chứ đừng gửi nhiều quá. 802534. Đó, chính vì thế là chúng ta phải cần có cái số điện thoại khi chúng ta tạo tài khoản sale thì nó mới làm được. Đó thì bây giờ trên tool ấy nó đã báo là unlock và đã đăng nhập rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phát boot của chiếc máy này. Cái việc đầu tiên là chúng ta cắm cái card vào máy tính trước nhá. Thì lưu ý anh em để chạy ROM ấy, anh em nên dùng laptop. Còn nếu anh em không có laptop mà dùng máy bàn ấy như mình đang dùng ấy, thì lên cắm cái cổng USB này vào cổng USB ở đằng sau main nhá, đằng sau máy tính ấy. Nó sẽ là cổng nằm trên main, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với việc chúng ta cắm cổng trước. Đấy là mình cẩn thận đấy anh em thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta vào phát boot thì đơn giản thôi, nó như những chiếc điện thoại khác thôi, chúng ta chỉ cần giữ nhỏ tiếng và nguồn. Giữ nhỏ tiếng và nguồn trên chiếc điện thoại nhá, cứ giữ thôi. Kể cả màn hình bật hay tắt chúng ta cứ giữ nhá. Đó, nhỏ tiếng và nguồn này. Mà cái cài driver nó vẫn đang báo cài, không biết xong chưa, thôi cứ thử thôi nào. Nhá, nhỏ tiếng và nguồn nhá. Đó, một tí sau lúc sau nó sẽ vào phát boot nhá. Cứ giữ rồi nhá, nó tắt đèn rồi vẫn giữ nhá. Đó, kiên nhẫn giữ nhá. Sao mà mãi không thể vào nhỉ? Không thể vào thì chúng ta bỏ ra đây cho ấn lại nhá. Đấy, ok vào rồi nhá. Đây hiện hình con thỏ này, đeo khăn quàng này. Mấy con robot này, ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cắm cái cát này vào USB của điện thoại này. Đó, đang nhận đấy vừa rồi này. Đấy, lát lát nhá. Đang lát đấy vừa, hình như chưa cài xong ra ấy. Đó, ok, như nhận được rồi đấy. Đang cài, chưa nhận được đấy vừa. Đó. Tại vì ở trên cái Mi Flash Tool nó đang cài để driver nó chưa nhận được. Đây này. Đây nó đang hiện chấm than này. Mình sẽ update đi nhá. Nếu mà cái này không được ấy, nó cài lâu quá ấy, ở trên cái Unlock Tool thì như nó có driver đấy. Ok nhá. Cái máy tính kia của mình cứ bị lỗi ấy, thế là mình phải đổi sang cái máy tính này. Trái quá đi. Sau đó đổi sang máy tính này được, nhưng đại loại nó như thế thôi.
Đó, thì ngại cài Win mà, thế anh em cứ lưu ý là cài đúng cái file mình gửi được nhé. Do lỗi là lỗi Win thôi. Thì bây giờ mình lại vào lại Facebook trước máy này nhá. Mình ấn nhỏ tiếng với nguồn cùng lúc này. Đó, mình ấn nhỏ tiếng với nguồn cùng lúc nha. Đây này. Đó, sau đó mình sẽ vào Facebook, sau đó mình sẽ cắm cáp để nhận lại nhá. Cứ nhỏ tiếng với nguồn giữ khi nào vào Facebook thì thôi nha. Đó. Cắm lại cáp nha. Trên chiếc máy này sẽ ấn đây nó nhận luôn. Như chiếc máy nào driver không bị lỗi thì nó nhận luôn như này nhá. Đó, anh em và các bạn nhìn thấy không? Đó, nhận luôn nha. Thì mình sẽ ấn unlock này. Nó phải đúng tài khoản thì nó unlock được, đúng ngày giờ nó unlock được. Cái này nó đúng 7 ngày đấy, nó 168 tiếng. Không sai một phút nữa đâu. Đó, anh em và các bạn lưu ý nhá. Mình có để quá ra cũng được. Ô, sao nó báo lỗi này nhỉ? Lại này. Hình như đang lỗi mạng. Này nó phải có cái lỗi mạng. Đây, chờ unlock nhá. Đây, nó phải có mạng và đường truyền mạng ổn định. Ok, khi mà máy nó tắt đi ấy, mà nó mất ở trên màn hình, nó mất trên màn hình như này ấy, thì nó unlock thành công rồi. Đây này, ở trên điện thoại nó hiện hình cái khóa như này này. Thì nó unlock thành công rồi nhá. Đó, thì khi unlock xong rồi bây giờ chúng ta sẽ cài ROM. Đó, cài ROM nhá. Thì ROM bây giờ mình hướng dẫn anh em cách đào đấy. Bây giờ thì trên điện thoại chúng ta lại vào lại Facebook nhá. Thì chúng ta không quan tâm là như nào nữa, bây giờ chúng ta chỉ cần vào lại Facebook thôi. Đó. Đây thì mình sẽ mở lại cái. Bây giờ mình sẽ mở lại cái gì ạ? Cái Mi Flash rồi nhá. Mình sẽ mở lại cái Mi Flash rồi. Thì bây giờ mình sẽ cái ROM mình đã giải nén ra rồi. Mình đã giải nén ra, mình để ổ C ấy, cho đỡ bị lỗi. Đó. Này mình xem nào, mình xem là bây giờ mình cái ROM của con này, tại vì trên cái máy tính này thì rất là nhiều ROM nên mình sẽ lẫn. Thế là mình phải xem lại nhá, xem lại là tên nó là gì em nhỉ? Evergo nhá, tên của cái ROM nó một là Evergo này. Ở trên này rất mình cài máy này mình cài rất là nhiều máy nên mình sợ bị lẫn. Nên mình phải đó, bây giờ mình sẽ copy cái link của cái ROM này nhá. Mình sẽ copy cái link của cái ROM này trong ổ C, vì ổ C đã bị lỗi này. Mình copy cái link này nhá, cái đường dẫn này, đây này. Đó, mình sẽ copy nhá. Để trên cái Mi Flash ấy, mình sẽ paste nó vào đây. Đây, về đây nhá. Thì bây giờ nó là cái máy này đang ở Facebook đúng không? Cái này chạy hoàn toàn có Facebook thôi. Đó, xong mình ấn vào Refresh này, Refresh là trên Mi Flash này. Đó, nó nhận ra thiết bị này nhá, nó nhận ra thiết bị em nhìn thấy thiết bị này này. Bây giờ mình sẽ ở dưới này nhá, cái khu vực dưới này rất là quan trọng này. Thì bây giờ chúng ta sẽ kích vào Clear All. Ờ, nếu anh em nào để ở Clear All đi lock ấy, thì nó sẽ lock lại máy, nó sẽ là mất unlock cũng đơn. Thì máy nó sẽ không lên được và bị treo. Thì chúng ta phải click vào Clear All cho anh em xem kỹ nha. Đó, sau đó ấn Flash nhá. Ấn Flash này. Đó, đấy ok, bây giờ nó đếm được dây như này là ok này. Thì cái thời gian của cái Flash của cái này nó sẽ mất tầm khoảng 10 phút. Anh em kiên nhẫn chờ đợi nhé. Anh em hạn chế đừng để nó tuột cáp, nhiều khi nó tuột cáp nó sẽ bị break ấy, nó sẽ bị chết máy đấy, nó không lên được. Anh em lưu ý như vậy. Nên chúng ta phải cẩn thận như thế này nhé. Vì sao mình hướng dẫn anh em bằng laptop, ở laptop thì nhiều khi nó mất điện nó không bị sụp. Máy tính mình USB ở đằng sau thì nhiều khi nó tránh được lỗi. Thế nên anh em lưu ý là như vậy. Đó, máy bàn thì cắm USB đằng sau main. Còn máy laptop thì cắm chỉ có laptop thì tốt hơn. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhá. Ok nhá. Đó, mình chạy hết có 360 giây rồi. Thì nó báo rút sơ và nó khởi lại như này này. Đó, nó hiện logo Mi mà bo tròn 7 logo 7 tỷ rồi nhé, là xong. Nó ROM quốc tế đã được cài xong. Nó cứ khi nào nó hiện được logo 7 tỷ là xong rồi. Đó thì bây giờ chúng ta phải cắm cáp ra và chúng ta dùng thôi. Là khi chúng ta kích hoạt vào trong nó sẽ ROM tiếng Việt luôn. Cái bước này nó khởi động mất tầm khoảng 5 phút đấy nhé, 5 đến 10 phút anh em cũng kiên nhẫn đợi cái bước này nhé. Nhiều anh em đợi cái bước này không được lại tưởng là lỗi chạy lại mất công này. Cái bước này cũng lâu ấy nhá. Ok, cùng đợi tiếp nhá. Okay nhá. Đây này. Em nhìn nhá. Đó, ấn vào tiếp tục nhá. Anh em nhìn đâu? Tiếng Việt mặc định nhận luôn. Nhưng nó thấy ở Việt Nam phát nó nhận luôn Việt Nam, nó thông minh cho phết. Đó. Thế thôi, này là Google có tiếng Việt đầy đủ rồi. Đó, chỉ mất tầm 5 phút là chúng ta có thể mất kiên nhẫn 7 ngày để chờ đợi và cài ROM mất khoảng 5 phút, 360 giây là hơn 5 phút là chúng ta có thể là có ROM tiếng Việt luôn. Đó, Google đầy đủ nha. Bỏ qua hết để kích hoạt giao diện bên trong cho anh em xem. Thì là cái ROM này là ROM của Ấn. Cái ROM này là cái ROM của Ấn Độ. Nhưng mà nó dùng rất là ngon và mình rất thích cái ROM của Ấn Độ này, nó có một đặc điểm như này nhá. Thì ví dụ như ROM quốc tế mà bản mà toàn cầu ấy, có đi du ấy, thì nó không có ghi âm cuộc gọi, hoặc nó có ghi âm cuộc gọi thì nó lại báo cho người bên kia biết là đang ghi âm cuộc gọi.
ví dụ anh em gọi cho người bên kia cái báo là cuộc gọi đang được ghi âm đó, nhưng cái ROM ấn này nó không báo như thế, nó có âm thầm được ghi âm thôi, như ROM gốc Trung Quốc ấy. Nhiều người dùng nó vẫn thích cái ROM này bởi vì nó có tính năng ghi âm của gọi của nó thích hơn. Đó, Google đầy đủ nhá, đây nhá, Google đầy đủ này đó, Google, YouTube, Google các thứ này, trình duyệt gốc của Trung Quốc là mất rồi, hoàn toàn là tiếng Việt 100% thôi. Đây cái giao diện thông báo là tiếng Việt hoàn toàn, nó không phải tiếng Trung nữa nhá, tin tức cũng vậy. Đó, em nhìn nhá, phần cài đặt này, đó, phần giới thiệu này, tiếng Việt này, ROM quốc tế global này chứ không phải ROM India đâu nhá, cứ đào India thôi nhưng là ROM quốc tế đấy. Và ROM này ghi âm cuộc gọi không bị báo, nó sẽ là Redmi Note 11T 5G. Đó, tên của nó sẽ là Redmi Note 11T 5G nhá. Đó, tên nó sẽ thay đổi một chút thôi nhưng không sao cả, nó vẫn không vấn đề gì, dùng bình thường. Đó, anh em lưu ý, mình lưu ý anh em là nữa này, anh em chạy ROM cho cái máy này, em xem kỹ clip của mình, mỗi cái phần mà Clion với lại cả Clion Inlock này, anh em lên chọn Clion. Còn nếu anh em làm chạy bị treo ấy thì anh em mình có trách mình là không, mà do anh em phải trách em là do anh em không xem kỹ nhá. Đó, anh em xem clip này có vấn đề gì đó anh cứ comment bên dưới video, có lỗi gì đó anh em cứ comment lại cho mình sẽ hỗ trợ. Nếu trường hợp bị lỗi mình sẽ làm online từ xa, anh em cho người hỗ trợ anh em từ xa. Đó, anh em xem clip này thấy hay nhớ cho mình một like và subscribe kênh YouTube của mình nhá. Chào tạm biệt anh em.